những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Vừa phẫu thuật tự cung, Lan Ngọc trở lại phim trường không than vãn. Có suy đoán cho rằng do nhận một cú đạp của Trấn Thành đã giúp Lan Ngọc phải đi khám và sớm phát hiện bệnh. Trong một chương trình truyền hình, khi nghe Harry nhắc đến việc bản thân đang tái phát căn bệnh cổ tử cung, thì Lan Ngọc đã bất ngờ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và thú nhận mình cũng từng mắc phải điều tương tự. Thông tin này khiến khán giả vô cùng bất ngờ vì cô nàng đã giấu kín suốt một khoảng thời gian dài. Sau chuỗi lại nhiều sự kiện trong quá khứ, mọi người nhận ra đúng là có lúc sức khỏe Lan Ngọc kiệt quệ bất thường. Ekip chạy đi chờ chi lên tiếng, cộng đồng mạng trách, đã giấu bệnh thì giấu luôn đi, bày đặt nói ra làm gì. Sau khi được quản lý của Lan Ngọc kể rõ sự việc rằng lý do khiến cô nàng vắng mặt trong tập 6 của Chạy đi chờ chi mùa 1 năm ngoái là bởi căn bệnh cổ tử cung đã khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Sau đó vài tập cô nàng cũng có sức, chơi yếu hơn và đến nay chúng ta mới rõ được nguyên nhân thật sự. Mới nhất từ phía ekip của Running Man và bản Việt cũng đã có chia sẻ chính thức và còn kèm theo bức ảnh nói về thời điểm Lan Ngọc vừa mổ nhưng vẫn cố tham gia chơi vận động mạnh. Đây là một trong những tập Ngọc vừa điều trị từ Singapore về, ekip ai cũng nhận tin cô ấy đi điều trị dạ dày thôi, Ngọc giấu hết chuyện bệnh tình. Thương tinh thần làm việc vì ekip, vì khán giả của Ngọc, cứ nhìn ảnh này lại xót xa, tập này Ngọc vận động rất nhiều, không hề than vãn. Lan Ngọc dù vừa điều trị vẫn cố gắng tham gia chương trình để không ảnh hưởng ekip. Dưới phần bình luận hầu hết là các ý kiến xót xa cho sự cố gắng của Lan Ngọc, vì mọi người. Có một tài khoản còn trách, đã giấu bệnh thì giấu luôn đi, bày đặt nói ra làm gì, để dân tình thương tội nghiệp hay sao? Muốn thương thì chị nên nói từ đầu, chứ nói bây giờ em sốc lắm luôn. Chưa kể, có suy đoán cho rằng, do nhận một cú đạp của Trấn Thành trong lúc chơi đã giúp Lan Ngọc phải đi khám và sớm phát hiện bệnh. Những bình luận quan tâm về căn bệnh của Lan Ngọc. Lan Ngọc khóc như phát điên khi hay tin mình bị bệnh. Theo như quản lý của Lan Ngọc chia sẻ, căn bệnh loét dạ dày đã giúp cô nàng vô tình sớm phát hiện ra mình bị bệnh cổ tử cung. Mới mấy ngày trước còn bị bao tử hành hạ khám lên khám xuống, mấy ngày sau đến việc phát hiện ra tiền cổ tử cung, ban đầu Ngọc không tin, chỉ khi cầm kết quả của bác sĩ mới trở lại thực tại. Áp lực về cơ thể, áp lực về bệnh tật, áp lực về công việc nó đổ ập lên đầu Ngọc. Nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến nghệ sĩ của mình phát hiện bản thân mắc căn bệnh quá ác, quản lý của Lan Ngọc không khỏi bồi hồi trên trang cá nhân. Ngọc không muốn vì chuyện của mình mà mọi thứ lại phát sinh hay dời lịch. Ở bên Singapore, Ngọc như phát điên và khóc rất nhiều. Sau khi phẫu thuật được 2 ngày, lần đầu tiên Ngọc phải bỏ cuộc và kêu mình nói lại với nhãn hàng là không cách nào quay được. Lan Ngọc được quản lý tiết lộ rằng đã khóc rất nhiều khi hay tin mình bị bệnh. Thế mới thấy ngoài những thứ mỹ miều bên ngoài, không ít các nghệ sĩ cũng có những góc khuất phía sau ánh hào quang. Mà đôi khi đó là sự đánh đổi cho cả sức khỏe và tính mạng của mình. Mong rằng Lan Ngọc đã có thể hoàn toàn vượt qua căn bệnh này và giữ gìn tốt cho bản thân.